Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. Dạ rồi, em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream tiếp theo của thời trang Dory. Mọi người ơi, hôm nay thì em quay trở lại livestream rồi đây. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream, nhanh tay chấm bài tương tác ở trên live giúp bên em các chị yêu nha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị yêu về một em đầm rất là đẹp luôn. Có mã số sản phẩm đó là đầm DT838 các chị yêu nha. Mẫu đầm của em mặc đây cho chị yêu hôm nay có tông màu cho mọi người, đó là tông màu cái này cho em gọi là tông màu hồng nha mọi người ơi, siêu xinh luôn. Ai mọi người vào coi live rồi thì nhanh tay đặt hàng trong khung giờ livestream giúp bên em với nè. Mã số đầm của em mặc là đầm DT838 và tông màu em mặc đây là màu hồng các chị nha. Mã hàng thiết kế này của bên em với phần đính đá các chị yêu được làm bằng cho mọi người là làm đính đá bằng tay và thêu hoa nổi 3D rất là đẹp luôn. Đầm DT838 hiện tại em đang sale cho mọi người trong khung giờ livestream với một mức giá ưu đãi đó là 699.000 đồng. Ngoài ra các chị yêu còn được miễn ship giao hàng đến tận nhà. Và các chị để ý giùm cho em nha, mẫu đầm DT838 hôm nay em đang mặc đây cho chị yêu là một cái em đầm kiểu dáng công sở với cái dáng đầm hơi suôn nhẹ và có khối viền bếp lưng cho mọi người nữa, rất là xinh đúng không mọi người. DT838 màu hồng các chị yêu nha. Ai mọi người vào coi livestream rồi thì nhớ là đặt hàng trên live giùm bên em luôn. Trời ơi, xinh quá các chị ơi, thật sự là riêng cái đầm này nha, em thấy là mặc lên cảm giác cực kỳ tự tin và cái màu nó quá là tươi, màu nó rất là xinh luôn. Đây là tông màu hồng các chị nha, mà không phải là kiểu như là hồng kiểu hồng cánh sen đâu, mà nó hơi kiểu hồng cam các chị nha. Đầm DT838 là hàng thiết kế cao cấp, bên em được em về đầy đủ size dành cho mọi người, đó là từ size M, size L, XL cho đến size là 3XL. Những chị yêu nào mọi người 70kg đổ về là vừa. Hôm nay mã đầm DT838 đang được bán với mức giá là 699.000 đồng. Mọi người được miễn phí ship giao hàng đến tận nhà và còn được hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa. Các chị chỉ cần comment là DT838 kèm số lại là có đơn hàng thành công các chị yêu nha. Chiều dài mẫu đầm thì sẽ là dáng đầm dài qua gối. Và quay gần để cho mọi người nhìn rõ hơn nè, phần cổ của bên em là thiết kế dáng cổ tròn, tay là tay ngắn. Phần hoa thêu sẽ là thêu nổi 3D và viền lên cho chị yêu, đây là viền đính đá. Bên em có đính đá nhá chị yêu ở trên phần vai và đính đá thêm cho mọi người ở cái phần chân váy nữa các chị yêu nha, rất là đẹp luôn. Riêng về cái mẫu này thì những chị nào mọi người công sở hay là trung niên mặc đều đẹp luôn. Nếu mà chị nào mọi người trẻ trung một tí xíu mặc cũng xinh, mà chị nào mọi người trung niên thì mặc cũng được các chị yêu nha. Mã đầm là DT838 kèm với số điện thoại là sẽ có đơn hàng giúp em nha. Giá là 699.000 đồng một đầm nha mọi người ơi, nhưng mà các chị sẽ được thêm là free ship giao hàng đến tận nhà nữa ạ. Em chào chị yêu Minh Phương đã vào coi livestream của bên em rồi. 1m67 60kg là mặc size XL cho em đẹp nha chị nha. Dạ rồi em ok chị yêu. Hoàng Long lấy đầm DT838 đang sale còn 699k. Em cảm ơn chị yêu Lan Phương lấy đầm DT838 50kg nè. Em chốt đơn cho chị yêu Diễm Phúc lấy đầm DT838 nha. Dạ rồi mọi người ơi, em đầm DT838, chị nào đặt hàng để lại số điện thoại trong khung giờ livestream giùm bên em. Chất liệu vải của em mặc đây cho mọi người, nó là chất liệu umi nha các chị nha. Đối với cái vải umi này á, các chị mình mặc dù các chị yêu mình giặt nó cũng sẽ là không sợ bị chảy hay là không sợ bị giảm đâu. Màu len cho chị yêu đây là tông màu hồng. Và cái đặc biệt hơn nữa là cái em thích nhất là cái phần mà bếp lưng này các chị nha. Là khi mọi người mình mặc lên á, dù các chị yêu mọi người có bụng nhưng mà cái dáng bếp lưng này nó sẽ là che bụng cho chị yêu mình rất là tốt luôn. Chiều dài mẫu đầm thì sẽ là đầm dài qua gối nè, phôm đầm lên rất là đẹp cho em luôn. Ai mọi người đặt hàng thấy số là gọi tới thì nghe máy xác nhận cho bên em các chị nha. DT838 kèm với số điện thoại có đơn hàng thành công. Phần cái phần đính đá này là bên em làm cho chị yêu là đính đá bằng tay, làm bằng thủ công luôn nha mọi người, cho nên rất là tỉ mỉ. Các chị biết là làm một cái những cái dán lên thôi đã là thấy khó rồi, mà cái này của bên em đang còn may cho chị yêu từng cái hạt ngọc một các chị nha. Lên cái mẫu đầm này là các chị biết là em đầm DT838 này bên em làm rất là kỳ công rồi đó. Và giá mẫu này của bên em đã là 699.000 đồng thôi, được thêm free ship giao hàng đến tận nhà nữa. Cho nên là chị yêu nào đặt hàng nhớ comment trong khung giờ livestream giúp em nha. DT838 kèm số nào để có đơn hàng thành công. Em chuẩn bị là qua mẫu mới đây à, chị yêu nào vào coi livestream nhanh tay chốt đơn nha. Size đầy đủ cho chị yêu là M, L, XL và đến size là 3XL. 70kg đổ về cho bên em là vừa. Form lên cho chị là dáng đầm suông công sở, màu sẽ là tông màu hồng các chị ha. Dạ rồi, cảm ơn chị yêu Trang Nhung lấy đầm DT838, em đang sale chỉ còn với mức giá là 699 thôi nha chị ơi. Nghe máy xác nhận đơn hàng giùm em. Chị nào mình đặt hàng trong giờ livestream sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn, cho nên là mọi người nhớ chú ý điện thoại để nghe máy nha.
Em ok chị yêu Quỳnh Vy lấy đầm DT838 size 3XL. Trước đây nên chị Quỳnh Vy màu hồng nè. À, nhìn sang của em chị mẫu đầm này rất là dễ mang nha chị ơi. Form đầm này của em là đầm công sở vừa dễ mang, cái màu này rất là ngọt luôn á. Nếu mà chị yêu nào sợ là màu hồng mặc xế thì cứ lấy mua thử cái đầm này cho em nha. Màu lên cực kỳ ngọt luôn, mà cái đầm này là đầm liền nha các chị nha. À, không phải là đầm rời đâu. Có nhiều chị em nghĩ là sợ là nghĩ là đây là cái em đầm trên váy bút chì kết hợp cùng với áo, nhưng mà thật sự là đây là đầm liền. Đây em may liền cho chị yêu rồi, không phải là đầm rời đâu nha mọi người nha. Phong đầm lên rất là đẹp luôn và dễ mang nữa. Cái đầm này là không bị kén tuổi cho em luôn ạ. DT cho em là 838 kèm với số điện thoại. Mức giá sale là 699.000 đồng. Đây là giá sale áp dụng cho chị nào mình đặt hàng trong khung giờ livestream các chị nha. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới. Các chị yêu nào vào coi livestream chấm bài trên live giùm em. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu các chị yêu nha. Ai mình vào xem livestream thì nhanh tay chốt đơn hàng trong giờ live giúp em. Số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận cho em các chị yêu nha. Em sẽ đi qua cho mọi người mã đầm tiếp theo. Chị nào mọi người vào coi livestream rồi thì chấm bài tương tác trên live giùm bên em các chị nha. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới luôn ạ. Dạ rồi mà ngơi, giờ mình qua mẫu các chị yêu nha. Em chào chị Cẩm Nguyễn lấy đầm DT838 nha. Xin chào chị Hoàng Long nè. Rồi mọi người ơi, đầm DT838 vừa rồi của bên em với mức giá sale dành cho chị yêu là giá 699k. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay các chị ha. Giờ em sẽ qua mẫu mới cho các chị yêu, đó là đầm DT901. Em đang nhắc chị yêu đây là một cái mã đầm xòe các chị nha. Đầm xòe DT901 là một em đầm rất là xinh luôn. Và màu đây các chị yêu ngày hôm nay sẽ là tông đầm màu đen phối với họa tiết là hoa 5D các chị yêu nha. Các chị thấy là em đầm DT901 em mặc đây có đẹp mà. Mẫu đầm em mặc đây cho mình là một em đầm dáng xòe hoa các chị yêu. Và với họa tiết là hoa 5D cho mọi người mặc lên da cực kỳ trắng da và nổi bật luôn các chị nha. Để em quay một vòng cho chị yêu mình xem form đầm luôn ạ. Mọi người ơi, mã đầm số sản phẩm DT901 em mặc đây là dòng thiết kế cao cấp với chất liệu vải cho mọi người là chất umi. Đối với cái đầm này thì form đầm co giãn thoải mái cực kỳ luôn. Dáng váy là dáng váy xòe và chiều dài đầm là dài qua gối. Màu của em mặc là tông màu đen, mặc lên nhìn nó vừa sáng da mà còn giúp cho chị yêu gọn dáng. Đặc biệt mọi người để ý giùm em cái họa tiết là in hoa 5D. Đây mọi người nhìn cho em nha, cái phần họa tiết là in hoa 5D nhìn nó rất là sang luôn. Phần cổ lên cho các chị yêu là dáng cổ tròn các chị nha. Và tay lên cho mọi người sẽ là tay bồng. Hôm nay chị nào mình đặt hàng trong khung giờ livestream chỉ cần comment cho em DT901 kèm số lại là có đơn hàng thành công các chị yêu nha. Chị yêu nào mọi người đặt hàng trong khung giờ livestream comment nhanh cho em DT901 kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công. Và mức giá sale mẫu đầm này cho em trong khung giờ livestream hôm nay đó là giá 580.000 đồng. Các chị sẽ được thêm là free ship giao hàng đến tận nhà các chị yêu nha. Em thấy là cái mẫu đầm này nó đơn giản mà mặc lên nó đẹp mọi người nha.
Mẫu vải của em mặc bây giờ chị yêu là nó sẽ là có độ co giãn và đầy đủ size cho mọi người luôn. Em về size là ML, XL cho đến size 3XL. Dành cho các chị yêu nào mình từ khoảng là 70kg đổ về là vừa. Có đầm body không xốp và có nha chị Nguyễn Hiền ơi. Nhưng mà đầm body vừa rồi em mới like rồi, có gì mình kéo lại những cái live stream của mình coi giúp em. Hoặc là các chị yêu có thể coi trong clip hoặc là em chụp mẫu các chị yêu nha. Mọi người nhấn vào xem cho em. Nếu mà mình thích form nào thì nhắn tin trực tiếp cho bên em luôn, sẽ có nhân viên em tư vấn cho mình ạ. Em cảm ơn chị Trâm Anh lấy đầm DT901. Bên em hôm nay về đầm xòe nè, đầm body nè, sườn xám, đầm đi tiệc, đầm dạ hội rất là nhiều luôn. Cho nên là nếu mà mọi người không có kịp coi hết mẫu ở trong livestream thì các chị yêu mình nhấn vào cho em cái phần hình nha. Có hình chụp mẫu, các chị yêu nhắn tin vào trang bay để bên em tư vấn cho mình ạ. Đầm em mặc đây cho các chị là đầm DT901 nha mọi người ơi. Màu em mặc sẽ là màu đen, một tông màu duy nhất thôi. In họa tiết cho các chị yêu là họa tiết hoa 5D và vải này thì co giãn thoải mái cực kỳ luôn. Các chị nhìn form nhìn bên em là thấy bạn rất là đẹp luôn. Đằng sau có kèm khóa kéo các chị yêu nha. Mọi người có thể mặc đầm DT901 này đi chơi, đi công sở, đi dạo phố hay là đi tiệc nhẹ là đều rất là thoải mái luôn. Và riêng về cái mẫu này của bên em á thì em thật sự nói là mặc lên không bao giờ sợ bị lỗi thời lỗi mốt các chị yêu nha. Đối với một cái em đầm mà màu em mặc đây là tông màu đen như thế này và đặc biệt là phần họa tiết hoa 5D, các chị khi mà mang lên á sẽ không sợ bị lỗi thời lỗi mốt, đoạn mặc lên rất là xinh luôn. Mà mức giá cho các chị yêu thì chỉ có giá đó là 580.000 đồng thôi. Đầm này ngoài giờ livestream sẽ là 650.000 các chị yêu nha. Nhưng mà ở trong khung giờ livestream thì em đang sale các chị yêu là còn 580.000 đồng. Ngoài ra các chị yêu còn được thêm làm miễn phí ship giao hàng đến tận nhà nữa đó ạ. Chị nào đặt hàng thì cho anh tự chốt đơn liền tại vì thời gian livestream của bên em cũng có hạn các chị yêu nhá. DT901 em cảm ơn chị yêu Nguyễn Hoàn nha. Nghe máy xác nhận dùm bên em có size cho chị là ML, XL cho đến size là 3XL và chị nào 75kg đổ về cho em là vừa 70kg 75kg hết chị nha. Đằng sau của bên em là có khóa kéo nè. Đây cái đầm này của em rất là thích mọi người ơi, mặc lên là siêu xinh luôn. Và các chị yêu mình mặc đi công sở hay là các chị mọi người mặc đi du lịch hay là các chị mặc trong dịp Tết cũng được các chị nha. Màu hoa hồng kết hợp với hoa hồng màu đỏ nè, màu trắng lên nó sẽ làm cái đầm trở nên nổi bật hơn. Và kèm theo đó cho bên em là nhìn cái màu hoa 5D nó rất là sang các chị yêu ha. DT901 kèm với số điện thoại có đơn hàng thành công, giảm giá trong khung giờ livestream 580.000 đồng và phí ship giao hàng đến tận nhà các chị nha. Em chốt đơn cho chị yêu Quỳnh Vi nè, lấy đầm DT901 nha, nghe máy xác nhận giùm em. Mọi người ơi, bây giờ chị nào đặt hàng nữa thì tranh thủ chốt đơn trong khung giờ livestream. Đầu tiên mọi người để lại cho em mã hàng, thứ hai là số điện thoại để nhân viên em có thể tư vấn cho các chị yêu nha. Tối ngày hôm nay thì thời gian livestream đến đây là hết rồi, cho nên là em sẽ chuẩn bị là kết thúc livestream luôn. Chị nào đặt hàng thì nhớ là comment cho em số điện thoại trong giờ live, nhân viên em sẽ tư vấn các chị yêu nha. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của thời trang Dori và hẹn gặp lại các chị vào khung giờ live là 11:30 trưa mai của bên em các chị yêu nha. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại các chị yêu vào ngày mai, tạm biệt các chị yêu nhé.